Đúng 6 giờ sáng, cờ rủ được kéo lên tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội với dải băng đen buộc ngang. Nghi lễ thượng cờ rủ bắt đầu lễ quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được tiến hành trang trọng. Khác với những ngày thường, trong ngày hôm nay sẽ không có nghi lễ hạ cờ vào buổi tối. Lá quốc kỳ có dải băng tang này sẽ được treo trong suốt 2 ngày từ thời điểm này để tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Theo thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh sẽ được tổ chức trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Cũng trong thời gian này, tất cả các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí.